Hello, hello anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục với lại cái chủ đề về AI. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm một số cái con AI bằng Crew AI, và đồng thời mình sẽ làm thử một cái con về Ollama. Thì Ollama là một cái framework để mình host một cái local LLM model dưới cái máy của mình. Thì ở cái video trước thì mình cũng đã giới thiệu với anh em về cái cách để mình tải Ollama và mình xài Ollama, mình setup nó như thế nào rồi. Thì trong đây mình sẽ thử mình xài nó. Thì cái đầu tiên thì anh em hãy clone cái repo này của mình về ha. Cái này là public, mình cũng clone của cái ông này thôi, mà mình đã xử lý một số các cái bug cơ bản. Thì khi mà clone về thì anh em mở nó lên, mình sẽ thấy là có một cái thư mục như thế này. Thì một cái con đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em đó là cái con stock analysis. Có nghĩa là cái con này là nó sẽ phân tích một cái mã cổ phiếu nào đó, và nó đưa ra cái phân tích cho mình. Thì tạm thời thì cái con này mình vẫn sử dụng cái OpenAI key ha. Thì anh em vô cái file mà .env.example nè, xong mà anh em tạo một cái file .env, sau đó mình đưa vào đây cái OpenAI key, và đồng thời mình đưa vào đây cái này. Thì hai cái tool này thì ở cái video trước mình cũng đã có nói rồi ha, một cái là để cào website, và một cái server này là một cái server để mình search Google, một cái tool để search Google. Và trong cái con AI này thì nó lại có thêm một cái nữa, đó là cái SEC API key. Thì đây là một cái API của cái thằng mà SEC á, là của Mỹ á. Thì nó sẽ cho mình tải các cái form mà những cái công ty mà đăng ký chứng khoán mà nó nộp các cái báo cáo về trên SEC á, thì nó cho mình lấy những cái form đó. Thì cái này là công khai ha, cái này là công khai, và cái set API key này nó là miễn phí. Thì ở trong cái phần tool đó, thì nó sẽ có thêm một cái tool nữa là SEC tool nè. Đó, thì mình viết cái SEC tool đây để mình có thể get được mấy cái báo cáo. Thì mình sẽ ở bên Mỹ thì nó sẽ có cái báo cáo là 10Q, 10Q form, và cái báo cáo là cái form nó gọi là K form. Thì cái tool này nó sẽ cho phép mình extract các cái form này ra, và mình sẽ lấy được thông tin trong đó để mình bắt đầu mình đẩy xuống mấy cái con AI nó phân tích. Rồi, ở đây thì trong mấy cái con AI thì nó sẽ có một cái là cái Stock Analysis Agents. Thì đây là cái cách là mình setup cái agent ha, Financial Analyst. Này, nó sẽ có cái con là Research để nghiên cứu này, nó sẽ có cái con là Investment Advisor là giống như là advisor về cái chuyện mà đầu tư á, thì nó sẽ làm cái chuyện đó. Rồi thì đây là các cái task mà nó làm ha, các cái task nó sẽ liên hệ từng con sẽ làm gì, nó có cái prompt. À, mà liên quan tới tới cái prompt này á, thì có một cái bài rất là hay mà mình nghĩ anh em mình đọc, đó là cái phần này nè, learningprompting.org docs. Thì nó sẽ hướng dẫn chi tiết là mình prompt cái con AI như thế nào để nó làm việc được hiệu quả hơn. Thì đây là cái đường link ha, anh em nên đọc cái này. Thì tại sao mà người ta có thể viết được những cái như thế này, ví dụ như financial analyst phải làm gì, đây là mình prompt nó nè. Đó, thì cái prompt này nó cũng phải có một số cái nguyên tắc nha. Thì mình viết theo cái nguyên tắc thì cái con AI nó sẽ dễ hiểu hơn, và nó sẽ làm việc hiệu quả hơn. Ok, rồi thì sau khi viết xong hết rồi, bây giờ để mình chạy thử, anh em cứ cứ tạo cái file env ha, add hết mấy cái key vô, sau đó thì mình vô cái phần readme nè, run theo cái readme của nó thôi, poetry install nè. Rồi thì tại vì cái này mình đã cài rồi ha, do đó thì nó sẽ cài rất là nhanh thôi. Sau đó là mình sẽ chạy là Python main py nè. Rồi thì nó sẽ bắt đầu nó nói là bây giờ mày muốn là phân tích cổ phiếu của những thằng nào mà what is the product website of lộn, cái này mình lộn rồi, cái này đang ở Instagram post lúc đó mình nói thằng này sao, CD ra đi. Bây giờ mình sẽ CD vô cái thằng stock
stock. Rồi, sau đó mình sẽ chạy Python main.py. Sao nó lại lỗi rồi? Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chạy nó mà ngồi coi ngồi mình theo dõi các cái thinking process của nó cũng thú vị phết. Bây giờ what company you want to analyze, ví dụ mình cần analyze Amazon đi. Amazon. Rồi bắt đầu vô ha, entering gen. Đấy, đầu tiên là nó sử dụng cái Yahoo Finance. Yahoo Finance News và nó biết được cái mã của Amazon là AMZN. Đó, sau bắt đầu nó mới dùng một cái tool, nó dùng tiếp cái tool mà cào web mà nó cào hết những cái thông tin liên quan tới Amazon nè. Xong rồi mới search tiếp cái earning, search tiếp cái thu nhập của Amazon ha, trong các cái năm. Đó, rồi bắt đầu mới search nè, đó nó search xong hình thấy không? Đó, nó search xong cái các cái form mà ở trên SDC á, sau đó nó mới bắt đầu nó split ra thành các cái chunk. Và nó bắt đầu nó split ra, bắt đầu nó phân tích. Đấy, bắt đầu nó cào các cái đối thủ của Amazon. À, thì ở đây nó có liệt kê ra rất là nhiều nè. eBay, Alibaba, Shopify, Rakuten, Alibaba gì đó. Walmart, Netflix, Disney, Cloud Computing thì có Microsoft Azure nè, có Google Cloud Platform nè. Đó, Contact Computer, Physical Store Sector, Amazon Prime, blah. Subscription service thì có Netflix. Rồi video streaming thì có Netflix, Disney Plus, Apple TV đó. Sau đó thì nó bắt đầu nó nói là do I need to you likely pin answer. Nó bắt đầu sau những cái thông tin đó thì nó bắt đầu nó phân tích ra đó. Financial Analyst nè, đó cái task này bắt đầu là Financial Analyst, nó bắt đầu analyze các cái firm 10Q và các cái firm 10K của cái thằng Amazon nè, đó bắt đầu nè. Major Risk Disclosure in Latest 10K nè. Quality Tracker Looking Forward, rất là nhiều thứ ha. Table of Content, cái này chỉ là cái Thinking Process thôi, chứ mà nó chạy xong thì nó sẽ có cái báo cáo cuối cùng nó đưa cho mình. Rồi đẩy qua cho thằng này để làm tiếp. Private, thằng này là thằng gì đây? Thằng này là thằng Private Investment Advisor đó, tư vấn đầu tư cá nhân. Bắt đầu làm tiếp những cái thông tin mà mấy thằng kia nó mới vừa đưa qua. Rồi anh em cái khúc này hay này ha, cái khúc này là nó delegate work to co-worker, tại vì cái chỗ mà mình để cái thằng mà
Financial Analyst á, mình để là delegate bằng bằng true á, có nghĩa là nó làm nó thấy chưa đủ thông tin, nó làm không tốt, nó delegate qua cho thằng khác thì nó mới là delegate to a coworker nè, nó mới delegate qua cho thằng financial analyst. Đó. Rồi thằng financial analyst nó mới làm tiếp. Nó xài nhiều dữ ta, có bao giờ tí nữa thằng OpenAI bắn mail về hết mấy trăm đô không ta? Đột, nó sợ từng thằng luôn, bây giờ tới cái lúc mà nó sợ từng thằng đối thủ. Sau cái video này nếu mà anh em nào mà cần phân tích tài chính về Amazon thì có thể liên hệ với mình sẽ gửi mail cho cái bài phân tích này. À cũng hay, có thể mình làm một cái tool mà gửi mail, nó phân tích xong nó đẩy vô trong cái mail rồi nó gửi đi. Đó, ok. Rồi thì bây giờ thì nó đã chạy xong rồi. Thì bây giờ nó chạy xong rồi thì chúng ta sẽ thấy nó đưa cái gì đây? Here's the report. Đó, cuối cùng ở đây nè. Trong những cái analysis nó sẽ đưa là financial health, nghĩa là sức khỏe về tài chính như thế nào. Đó, tháng 2004 là không quý 2004 là từ từ bao nhiêu tỷ đô tới bao nhiêu tỷ đô này. Market sentiment này. Thì nó dựa trên cái Yahoo Finance này, nó Financial News and Market to Amazon, however some market analysts suggest other stock may offer better growth, nghĩa là một số các cái cổ phiếu khác thì có thể là offer cái mức lợi quả cao hơn, hoặc là cái quantitative Edgar insider trading activity. Khó luôn hả? Have adopted trading plan to sell share of Amazon over period ending 2025. This suggests a level of confidence in the company future performance. À, có nghĩa là cái ban quản trị của nó cũng đã bắt đầu có cái kế hoạch bán dần cái cổ phiếu của cái người quản trị trong năm 2024-2025. Sau đó có những sự kiện. Rồi sau đó là given the recommendation for Amazon would be a buy. Đó nghĩa là sau tất cả những cái mình nghĩ là nó khuyên mình là có nên mua hay không, thì nó khuyên mình là nên mua. Đó, cái công ty này có sức khỏe tài chính tốt rồi có cái gì đó, nhưng mà nó cũng phải thầm thêm câu, nhưng mà phải là đa dạng hóa cái portfolio của mình để giảm thiểu cái khả năng. Đó thì đó là một cái con AI nó phân tích về cổ phiếu, thì không chỉ là Amazon, mình có thể đưa vào Apple hay là VinFast hay là cái gì đó, Tesla, SpaceX gì đó, nó cũng phân tích được hết. Đó thì nó sẽ sử dụng các cái tool và các cái context mà mình đưa ra sau rất là nhiều thứ. Ok rồi, thank you anh em đã theo dõi video nhé, rồi hẹn gặp lại anh em trong một cái video sau.